Cách ngồi thiền đúng nhất là giữ được cái sống lưng thẳng thớm. Các bạn định nghĩa thế nào là cái sống lưng thẳng? Học về xương ấy các bạn mới biết được kỹ, còn nếu không thì đây. Cái đầu này, cái xương cổ của chúng ta thường nó hơi cong một tí chỗ này, đúng không? Nó hơi cong chỗ này, cổ nó hơi cong này. Khi xuống đây thì nó hơi ra này, chỗ thắt lưng nó hơi đi ra này tí. Để hôm nào tôi tìm cái ảnh. Đây. Hơi chỗ này hơi thôi nha, hôm nào tôi sẽ tìm cái ảnh cụ thể. Nhưng mà tìm cái ảnh cụ thể thì nó lại không nói về cái chuyện này. Bây giờ giảng trước để cho một số bạn đang hào hứng với thiền tập thì có thể thực hành được luôn. Cái này nó vào não này, vào cổ này, đây nó là cái đoạn này, đoạn hở ra này. Còn cái này, đoạn này nó vào não rồi này các bạn này. Đoạn nhỏ nhỏ nhí nhí này, này nó vào não rồi đây này, này. Đấy, nó vào mãi não rồi đây này. Còn cái cục phần hở ra mà dưới tóc thì nó có đoạn từ đây đến đây thôi. Thế đây nó là xương cụt. Thì khi mà mình ngồi thiền ấy, mình hơi gập nhẹ cái cằm mình xuống nhá. Hơi gập nhẹ cằm xuống, không gập xuống đâu. Để lúc nào tôi phải hướng dẫn cụ thể thêm nữa. Thì cái đoạn này, cái đoạn nó ngập vào trong thịt và trong não bộ của các bạn ấy, nó có một cái điểm này này, điểm nhạy rất là nhỏ, điểm ở trong này. Thì khi bạn gập nhẹ vào thì cái này nó thẳng lên, nó có cơ hội nó giúp nó thẳng lên. Và các bạn phải quán tưởng mỗi một cái đốt sống lưng của bạn giống như cái đồng tiền có lỗ này. Đấy. Mỗi cái đốt sống lưng của chúng ta sau khi các bạn thiền, ngồi thiền đúng ấy, thì từ từ các đốt sống lưng này nó được nằm thẳng lên trên một cái trục mà các bạn thấy cái con giỏi ấy, hoặc là nước nó chảy ấy, nó thẳng một đường từ trên xuống dưới ấy, thì nó giúp, thường là người ta hay đu đưa người, đu đưa lung lắc lắc cái hông ấy, để cho cái thế của nó thẳng lên như thế này. Cái chỗ này bình thường là mình đứng này, mình ngồi hay là các thứ là mình hay để như thế này. Thế cho nên là khi ngồi thiền cũng cần phải có cái người, người ta có chuyên môn cao và người ta có phước nhiều, người ta gặp được rất, người ta đọc nhiều trường phái, nhiều sách nói về cái chuyện chuyên môn này. Thì tôi là người, tôi cho rằng là người may mắn vô cùng được đọc, được học, được biết rất nhiều về những cái kỹ thuật này. Ở trong quyển chân thiền người ta còn nói là ngồi đúng, ngồi thiền như này đã là Phật. Thì đầu tiên tôi không chấp nhận. Ngồi thiền sao mà thành Phật được, là Phật được. Thế nhưng mà khi mà các bạn gặp cái trải nghiệm là toàn bộ các cái hệ thống xương sống này của các bạn khi đi sâu vào thiền, nó tự dưng nó thẳng đến mức độ này, các bạn cảm nhận rất rất rõ ràng. Thì khi thẳng đến mức độ này thì khí nó thông lên, ta gọi là, tôi nói đùa, tôi gọi là thiền thông thiên ấy. Khi các bạn nhập vào cái trạng thái này rồi, gọi bên khí công nó gọi là đắc khí ấy, khí nó thông một phát. Thế thì thường là các bạn lấy cái nhai đếm làm cái kỹ thuật để cho năng lượng nó dồi dào, thì cái mạch nhâm mạch đốc nó khai thông lên, thì cái năng lượng khi mà ngồi thiền nó thẳng tưng lên như này thì mình mới ngồi được sâu. Có những người, người ta ngồi được 2-3 tiếng, 4 tiếng ấy là nhờ cái kỹ thuật này. Thế nhưng mà cái này nó mới chỉ là những cái điểm ban đầu thôi nhá, nó không phải là cái đích đến. Nhưng mà anh không thể không đi qua được những kinh nghiệm này. Thì anh muốn đi sâu đi xa là anh phải đi trải qua hết những cái kinh nghiệm này. Thì tâm nó mới tĩnh. Tâm nó càng tĩnh thì thấy mọi chuyện nó càng rõ. Nó giống như cái con kiến nó đi trên tường này,
nó nối đuôi nhau nhé. Bạn nhìn xa bạn tưởng một cái dây gì đấy, nhưng nhìn kỹ nữa là các cái con kiến nó nối đuôi nhau. Cũng vậy, tâm nó đi rất nhanh và cần một cái sự tĩnh lặng để biết rằng các cái chập tâm nó đi, cái tốc hành tâm nó đi bằng bao nhiêu lần tốc độ của 17, 18 chập tâm đấy. Nó đi tốc độ kinh hoàng luôn. Cái này Osawa cũng biết nha. Ông ấy nói, ông lấy ví dụ rất là hay. Đấy, giống như là cái quạt này này. Các bạn nhìn cái quạt này nhá. Ở đây có. Thì các bạn thấy ba cánh gì? Thế mà bấm điện vào một phát là nó quay đến mức độ các bạn có nhìn thấy cánh nào đâu. Và các bạn không nhìn thấy tường ở đằng sau nhá, của cái cánh nó che nhá. Nhưng mà khi mà nó quay tít lò, bạn cũng có thể nhìn thấy cái gì ở đằng sau ấy. Hay lắm các bạn ạ. Đi vào thiền thú vị lắm. Các bạn sống một cuộc đời mới, khám phá rất nhiều các cái góc độ của cuộc sống mà biết đến sự thật. Thế giờ tôi nhắc lại này, khi nhiều môn phái các thầy cũng dạy là mình ngồi mình lắc cái sống lưng để cho nó thẳng thớm như này. Thế thì còn cái chỗ phần này này ít người để ý, nhưng thực ra là cái cằm cần phải hơi gập xuống một tí và quán tưởng rằng các cái đốt xương sống của mình đấy, nó thẳng và nó xếp chồng lên nhau. Cái này tôi đọc ở trong sách về Tây Tạng từ lâu lắm rồi. Các thầy dạy về những cái chi tiết đấy rất là quý. Rồi mình đọc nhiều ấy, mình đọc nhiều mình biết rộng nó, xong mình sâu thành một chuỗi. Đấy. Mình thấy được là mình học cái gì với những người người ta đã đi trước mấy chục năm rồi là nó hiệu quả nó như thế nào. Nó đi tắt, tôi gọi là tắt. Thế thì khi các bạn ngồi, các bạn hơi gập nhẹ cái cằm xuống, giúp cái phần này này nó thẳng lên như này. Thế rồi lúc lắc cái lưng để giúp cái đốt xương cùng này nằm trên được trục đường thẳng. Rồi các cái chân như thế nào, tay như nào thì không quan trọng bằng cái này. Cái này mới là cái lõi nhá, cái điểm xuyến nhá, và cái sợi chỉ đỏ nhá, xuyên suốt cái hành trình thiền của chúng ta. Thì sau khi để được cái sống lưng rơi vào cái vị trí này trong khi ngồi thiền rồi, thì các bạn thả lỏng toàn bộ hai cái bả vai, vai, mặt, các cơ bả vai, các cơ thắt lưng. Bạn thả lỏng ra, thư giãn, thả lỏng để quan tâm dọc cái sống lưng này, thấy nó ngồi, thấy nó thẳng thớm, yên ổn rồi. Thì các bạn dễ dàng có được một cái trạng thái tâm khá lý tưởng và cảm thấy nó khỏe và ổn định lắm. Cô Lý cô kể là mỗi lần cô đau lưng, cô ngồi thiền là hết đau lưng. Thì tôi nghĩ rằng là có khả năng trong quá trình làm việc ấy, nó các cái dòng năng lượng mình nó bị nghẽn bởi cái đoạn này và bởi cái đoạn này. Thế cho nên là mọi người là hay đau mỏi cổ vai gáy, đau thắt lưng là vì các bạn không chịu thiền. Phải thiền từ khi còn trẻ, giống người cô Di ấy, 8 tuổi là đã gửi đến các bậc thầy để học thiền cả cái tuổi trẻ của họ cho đến năm 30 tuổi hay bao nhiêu tuổi đấy, bao nhiêu năm sau ấy. Ai tiếp tục làm đi sâu vào thiền định, ai tiếp tục muốn sống cuộc đời tại thế cũng được, sống cuộc đời thế tục thì sống. Thì tôi nghĩ đây là một cái phương pháp giáo dục hay nhất. Trẻ con 8 tuổi là bắt đầu cho thực hành hành thiền rồi. Hành thiền thâm sâu rồi. Sau đó là theo duyên nghiệp của các kiếp quá khứ, họ sẽ đi sâu vào tâm linh được hay không, hoặc họ phải quay ra đời sống thế tục. Thì khi mà cái dòng năng lượng từ Kundalini này nó được bứt phá mà nó đi xuyên qua được, nó đi xuyên qua được, nó khai mở luân xa mà lên đây được, thì thành một vị Phật này. Thế còn một số người không có cách nào, bởi vì các kiếp quá khứ họ đã không luyện về cái này, thì các cái dòng năng lượng khi ngồi thiền thẳng tưng này, các cái Kundalini nó được khai thông này, và các cái dòng năng lượng nó nằm ẩn ở trong này. Bên đạo Bà La Môn ta ví như con rắn ấy, nhưng mà nhà Phật thì không bao giờ nói tới, bởi vì nếu nói tới thì các bạn lại sa đà vào các cái năng lượng này và sa đà vào các cái chuyện thần thông, và các bạn sẽ bị các cái hấp dẫn lực của Bà La Môn yoga nó lôi cuốn bạn. Trên nhà Phật dư biết những chuyện này nhưng không bao giờ nhắc tới. Thì vì khi các bạn được dẫn dắt thẳng vào thì các bạn sẽ được đi qua
đi qua những cái miền đồng bằng trù phú đấy, các bạn đi thẳng vào cái đích giải thoát ra khỏi luân hồi, đấy là cái đích tối cao của nhà Phật. Thông Sa Đà thế kia các bạn lại đi tiếp tục luân hồi lại vào các thần thông, sức khỏe, sức mạnh, an tịnh, những cái thứ đấy là những cái thứ nó vô thường, nó không còn mãi. Thì nếu theo 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 như một bậc thầy Osho tâm linh nói là nếu các bạn đi đến đây mà nó không giải quyết được vấn đề cho các bạn thoát lên đây thì các bạn phải sinh ra các em bé, phải được lập gia đình, sinh ra các em bé năng lượng bị thất thoát, tâm hướng ngoại nhiều quá, tâm hướng ngoại nhiều quá nó kéo tụt cái năng lượng lên đỉnh của mình xuống các cái cõi thấp hơn. Cho nên đó là lý do là các bạn muốn đi sâu vào thiền các bạn phải chọn bạn mà chơi, không thì phải xa lìa một số những cái người bạn âm quá, người ta hướng ngoại mạnh quá, giảm bớt các cái mối quan hệ đi, thì để cho cái dòng chảy năng lượng của bạn nó view phát lên đây luôn. Còn các bạn chơi bời nhiều với những cái người mà họ hướng ngoại và họ không có hiểu biết về cái bên trong này, họ sẽ kéo lôi các bạn vào các chương trình của họ, họ dụ khỉ rồi họ nói này nói nọ rồi họ quyến rũ bạn vân vân, rủ bạn đi chơi hoặc là làm cái việc này việc kia. Thì khi mà năng lượng đây nó được khai mở, nó đi thẳng lên trên đến đỉnh đầu này, và một số người ở trên đỉnh đầu của họ sau một thời gian công phu nó năng lượng nó đi lên đấy, các bạn thấy nó có chóp nhỏ nhỏ mà trước đó thì không. Ví dụ điển hình như là Sư Thư chẳng hạn, cái đỉnh của Sư Thư này nó nhọn lên rất là rõ, cho nên là ông thấy ông nhìn cái ông biết là Sư Thư đi dạy được thiền là như thế. Tuy nhiên có rất nhiều người có cái đỉnh đầu nhọn này nhưng mà vẫn không đi dạy được thiền và vẫn không có nhiều trí tuệ lắm. Lý do là vì cái này nó là cái dư báo của các kiếp quá khứ. Nhiều người cha mẹ sinh ra nó có cái chóp trên đấy nó nhọn nhọn. Cho nên nếu các bạn chấp tướng, các bạn nhìn vào tướng mạng các bạn, ô người này là người giác ngộ, các bạn không có kiến thức, các bạn không hiểu biết, không có ai bảo cho cả, các bạn cứ nhìn vào tướng mạo các bạn bảo người này đẹp người kia tuyệt vời, không phải đâu. Có những người là cái dư báo các kiếp quá khứ họ cúng dường Đức Phật hoa nhiều chẳng hạn, hoặc họ làm nhiều phần phước thiện, hoặc họ có tu chẳng hạn, thì cái quả báo này cái trong cái tướng mạo họ nó cũng khác, nó thanh kỳ. Tuy nhiên là có thể là họ đã quên những cái kinh nghiệm quá khứ, hoặc là họ còn nhiều tham sân si ở bên trong ấy. Các bạn mà chấp tướng mà đeo theo những người đẹp đẽ thế mà học thì cũng có, mà tôi tưởng ngã chân cha ngài đẹp trai lắm, tôi thấy mặt ngài bạnh này, mũi thì không cao nhá, mà đâu mặt đâu có đẹp, mặt vuông vắn như là cục gạch ấy đó, nhưng mà ngài rất là minh triết. Cho nên các bạn là đừng có chấp vào cái gì hết thì gọi là thoát. Tôi đi vào trong miền Nam, các anh ấy hỏi tôi một câu rất hay. Tôi được gặp những thiện trí thức người Nam nhá, người Nam chất lượng, thiện trí thức thực sự. Các anh hỏi tôi là đạo Phật là gì, nói một câu ngắn gọn ngắn nhất, tôi ớ người ra tôi chẳng biết, chẳng nói được, chẳng trả lời được. Xong rồi sao các anh ấy giảng có mỗi một câu hai từ. Thế tôi cũng học được cái cách đấy để tôi đi có thể đi hỏi người khác. Và cái phương pháp của Osama là phương pháp đi nghiêng về tâm linh ấy, đi về hướng về tâm linh ấy, không phải nghiêng mà đi thẳng vào tâm linh ấy, là hỏi phải đáp liền, không được suy nghĩ. Suy nghĩ là nó rơi vào ý thức, rơi vào cái biết, và cái mà các bạn gọi là biết đấy là cái thứ vay mượn, nó không phải là cái biết tuệ giác về khổ vô thường vô ngã, nó không phải là tuệ mà nó là thông minh, hiểu biết. Các bạn lấy các anh ấy nói một câu là đạo Phật bản chất là đạo phá chấp. Phá chấp, đạo Phật là gì? Hai chấm, phá chấp. Chấp đâu phá đó. Kẹt thì nó gây ra phiền não. Cho nên là ngồi thiền thẳng lưng này là nó bớt phiền não đi nhiều lắm. Nó thông mà. Đấy, hôm nay mới nói tạm đến thế. Các bạn nào mà làm được, thực hành được một phát ăn ngay thì nhớ báo nhé.